Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết có hiệu quả một vấn đề, đó là tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Có cán bộ tâm sự rằng, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Thì chúng tôi có đi khảo sát thì các đồng chí lãnh đạo ở nhiều địa phương đấy, các đồng chí tâm tư lắm. Bởi vì chúng tôi làm cái này là thực hiện theo chủ trương của cấp ủy. Đấy. Thế nhưng mà khi kiểm tra và điều tra người ta vào thì người ta lại cứ pháp luật. Đấy, pháp luật người ta can ghe và người ta đánh giá. Đấy, thành ra là bây giờ cấp ủy cũng không thể bảo vệ được anh đấy. Đấy, dẫn đến cái chuyện người ta có cái tâm lý là thôi thà là chịu kỷ luật đảng. Đấy, còn hơn là đi tù. Không ít cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm, ngại trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Và chính vì vậy, có thể nói rằng hiện nay chúng ta đang rất cần một cái đội ngũ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kính chào quý vị và các bạn. Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc. Tình trạng này đã có từ lâu nhưng bùng phát thành một vấn đề đáng quan tâm trong vài năm trở lại đây, nhất là từ khi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta được đẩy mạnh. Giờ đây, hiện tượng này xuất hiện ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đây là lực cản rất lớn đối với quá trình đổi mới và phát triển của đất nước ta hiện nay. Phân tích cặn kẽ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này để có giải pháp chấn chỉnh hiệu quả, tình trạng sợ sai, né tránh, ngại trách nhiệm là yêu cầu đang đặt ra và cũng là chủ đề chính trong chương trình ngày hôm nay. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm các sai phạm. Đặc biệt, khi công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và bất kể người đó là ai, thì tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ gia tăng đáng kể. Cũng phải nói thẳng ra là trong số cán bộ đảng viên hiện nay thì có những người ta sẽ thấy rằng là một số cái trường hợp hành vi vi phạm của những cán bộ đảng viên vừa rồi bị xử lý là mình cũng có làm như vậy trong giai đoạn trước. Thế thành ra người ta lo sợ. Đấy là một cái mà cái mặt trái của việc chúng ta đẩy mạnh kiểm tra xử lý cán bộ đảng viên. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nhiều quy định giữa chủ trương của Đảng với pháp luật của nhà nước chưa đồng bộ, hệ thống chính sách pháp luật có phần chồng chéo, chưa rõ ràng, khiến cho tâm lý của nhiều cán bộ đảng viên là nếu bây giờ mạnh dạn đi đầu, lúc này có thể đúng, có thể được biểu dương, nhưng sau khi cơ quan điều tra vào thanh tra, kiểm tra lại có thể trở thành sai phạm. Nói gì thì nói, chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn chuyển đổi. Đang ở cái giai đoạn chuyển đổi thì nhiều khi có những cái cơ chế chính sách chúng ta ban hành hoặc là có thể một là nó chưa phù hợp, hoặc là trước kia nó phù hợp thì bây giờ đã bị thực tiễn vượt qua rồi. Thế cho nên bây giờ mà gọi là nói theo nghĩa nôm một chút là xé rào ấy, thì rất dễ là dẫn đến là gì? Có những cái là bị tuyết còi, có những cái là bị vi phạm. Nhà nước tư duy theo kiểu nhà nước kiểm soát nhiều quá. Và tư duy theo kiểu kiểm soát nhiều cái này thì dẫn tới là trong cái quy định của chúng ta cứ tư duy như thế, chúng ta theo luật, chúng ta viết các luật lệ chúng ta luôn là theo một cái cách thức như thế. Và không phải chỉ có luật mà còn rất nhiều những quy định khác. Thế nên là cái để chúng ta quản đấy, tức là lầm luật làm thể chế để quản. Cho nên là mọi người phải khi viết như thế luôn luôn phải tạo ra ràng buộc để quản, tạo ra rào cản để quản. Và mọi người khi làm việc thì đều cảm thấy mình bị gò bó. Mình muốn làm hay hơn cũng không làm được, mình muốn làm khác hơn cũng không làm được. Đấy. Và cứ phải làm theo quy định và làm theo một khi có thể nói một rừng quy định như thế thì không biết đúng, không biết sai. Thế nên người ta khi nào ta có một cái rủi ro rất lớn về vi phạm. Cho nên người ta lại cảm nhận rằng là mình đang gặp rủi ro thì người ta phản ứng trước là tránh rủi ro. Tránh rủi ro tức là
mình làm ít đi, hoặc là không làm, hoặc là phải nhìn ngang nhìn ngửa nhiều hơn để làm theo. Cũng bởi những hệ lụy nghiêm trọng của tình trạng sợ sai, né tránh, ngại trách nhiệm, thời gian qua Đảng, Nhà nước cũng đã ban hành những chủ trương chính sách được xem là đúng và trúng với tình hình đang đặt ra. Tuy nhiên, điều đáng nói là cho đến nay, những chủ trương chính sách đó dường như chưa đủ sức mạnh để có thể phá vỡ được tình trạng đóng băng, co cụm, sợ sai trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Trước hết là chúng ta nói về thể chế, thì tôi thấy là cái sự ban hành của Đảng, của Nhà nước là nó có cái tính đồng bộ. Tức là chúng ta có cái kết luận của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thế thì sau đó là bên Chính phủ cũng ban hành nghị định về cái vấn đề này để cho tạo ra cho người ta một cái chỗ dựa. Tức là về mặt thể chế, khi mà năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung, dám đương đầu với khó khăn thử thách ấy, thì nếu có những cái sai phạm, nếu có những cái sai sót thì có cái chỗ dựa, tức là anh đã được giao thí điểm và được làm. Thế tuy nhiên ấy, là để mà nó thực chất đi vào cuộc sống thì có thể nói là nó cũng chưa đáp ứng được. Phải thấy rằng cơ chế chính sách là một yếu tố rất quan trọng để có thể thúc đẩy được tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cán bộ đảng viên. Vậy nhưng cũng có những trường hợp lại mượn cớ cơ chế chính sách chưa hoàn thiện để che đậy cho những toan tính cá nhân của mình. Thực chất có nhiều trường hợp cán bộ giờ đây không còn hăng hái là bởi khi làm việc họ đã không còn có được những lợi ích như trước kia. Căn bệnh sợ trách nhiệm là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Bản chất của căn bệnh này là sợ bị quy trách nhiệm, sợ bị ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Lúc trước, khi giải quyết việc nào đó thường có quà cảm ơn mà dân gian gọi là phí bôi trơn. Và nay buộc phải từ bỏ thì khiến cán bộ mất đi động lực. Họ làm việc cầm chừng cho đủ bổn phận, cốt sao không phạm phải khuyết điểm, rụt rè do dự khi giải quyết công việc, không quyết đoán những việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình. Ở trong đội ngũ cán bộ ta có một bộ phận cơ hội, hay ta gọi là thoái hóa, không có lợi nữa thì tôi không làm. Đấy, trước đây thì tôi làm thì có hối lộ, có quà nọ quà kia thì tôi làm. Bây giờ làm đúng thì không có gì, thế thì không có lợi thì không làm. Đấy là cái bộ phận thoái hóa. Anh tính toán thế nào? Nhất nữa là trước đây đã làm là thông thường hay chấm bút hay tính tới cái lợi ích. Bây giờ anh làm mà làm đúng là để mà quyết liệt trong cái đoạn tuyệt với cái tham nhũng, cái lãng phí đấy, thì dứt khoát anh phải vì dân. Vì dân thì anh không xà xỉu được. Nó có cái chuyện này, anh không xà xỉu được cái gì cả. Mà làm như thế là vô tư rồi, làm là hoàn toàn vì dân, vì nước rồi, mà không có cái tí gì để anh kiếm thêm. Thì nó đâm ra với là chuyện thôi thì ít làm thì ít sai. Mà làm có đúng có hay thì chưa biết là được cái lợi ích gì. Chưa biết được cái lợi ích gì, nhất là cái lợi ích trực tiếp. Thế thì cho nên là nó đưa đến cái sự việc là chần chừ, là do dự, là né tránh. Ngoài ra cũng phải bàn đến trường hợp cán bộ không đủ năng lực, trình độ để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong một bối cảnh với nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay, cán bộ phải thực sự có trình độ, có bản lĩnh mới có thể làm chủ được tình hình, giải quyết được những vấn đề phức tạp đang diễn ra. Có lẽ cũng phải tính đến một bộ phận cán bộ mình là cái năng lực, cái bản lĩnh yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Thành ra cũng không dám, cũng không biết làm thế nào để mà đột phá nữa. Thì cái trường hợp đấy thì chúng ta cũng phải tìm cách mà thay thế. Bản thân những cái đội ngũ cán bộ công chức hay là đôi lúc là cũng có cái sức ỷ, cho nên là cũng không muốn. Kính thưa quý vị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định như thế này đối với tình trạng sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy. Dù bất kỳ nguyên nhân nào cũng phải thống nhất hiện trạng này là vi phạm, sai phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, cần nghiêm khắc phê phán và triệt tiêu. Như vậy, bên cạnh việc phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, thì giải pháp quan trọng vẫn phải là dứt khoát, kiên quyết trong xử lý cán bộ né tránh trách nhiệm, sợ sai, bản lùi. Khi Đảng có một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh chính trị thì không có một khó khăn nào mà không thể vượt qua. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.